Bảo Lộc, đúng 11 ngày tới, được thần Phật hộ giá, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, biết trước thiên cơ, gặp thời đổi vận, bất ngờ trúng số, 100 tỷ cầm tay, đổi đời giàu nhanh như vũ bão. Quý vị thân mến, dù giàu hay nghèo, dù già hay trẻ, thì chúng ta không thể thoát vận số xấu khi chúng ta đối mặt với năm xung tháng hạn, gian truân trắc trở, nhất là vào năm hạn gặp cục diện tương xung đi kèm với khủng hoảng kinh tế như năm 2024 Giáp Thìn này. Bước qua 3 tháng đầu năm mới rồi, anh chị Tân Hợi nào còn chưa có nhà, chưa có xe, chưa thoát khỏi cảnh tay trắng nợ nần thì đừng bỏ lỡ video này nhé. Theo tính toán của các bậc thầy chiêm tinh tử vi học đã cảnh báo rằng, bước vào 11 ngày tới năm 2024 âm lịch tới đây, vận trình tử vi của cô bác đen chưa từng thấy, do bị hung tinh chiếu mạng, dính họa phá tài, tán gia bại sản đội nón đi ăn xin, nếu phạm phải những việc này. Vậy vận trình tử vi của cô bác Tân Hợi trong 11 ngày tới có diễn biến như thế nào? Ba điều tuyệt đối cấm kỵ phạm phải là gì? Cách hóa giải ra sao để giữ trọn vẹn tài lộc của mình, bình yên bước qua đại nạn? Ngay sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết. Mời quý cô bác cùng theo dõi và đừng bỏ lỡ những thông tin quan trọng để khai hoa đổi vận đầu năm nhé. Quý anh chị Tân Hợi thân mến, có bao giờ Tân Hợi nghĩ tại sao mình lại vất vả, tại sao mình gặp khó khăn, hay tại sao mình đang phải ngược xuôi long đong lận đận? Chắc chắn là có, chắc chắn từng có lúc Tân Hợi than thân trách phận, hận mệnh oán đời, tiếc thời thế không thông, buồn vận may không thuận. Chắc chắn từng có lúc Tân Hợi thấy bất đắc chí, hoặc mình bị lôi vào vận hạn một cách vô lý, cái thì do mệnh số đẩy đưa, cái thì do người hại đôi phần. Nhưng đã bao giờ Tân Hợi nghĩ bao nhiêu khó khăn mình gặp, có bao nhiêu phần là do mình tạo ra? Đã bao giờ Tân Hợi tự vấn bản thân, hay nhìn thẳng vào sự thật, rằng Tân Hợi thua là do Tân Hợi chưa đủ giỏi, rằng Tân Hợi lỡ thời cơ là do Tân Hợi chẳng đủ chăm? Đã bao giờ Tân Hợi đối diện với chính mình trong quá khứ, giận mình sao không có một kế hoạch chỉnh chu, tức mình sao không có một sự chi tiết, tính toán trước sau trong từng lựa chọn? Chắc chắn là ít lắm, thường lảng tránh là bản năng, đổ tội là bản tính, mà nghĩ mình là nạn nhân của đời, của mệnh là bản ngã của con người. Thực tế chúng ta sống trên đời, nhân vốn là cây gốc, rồi mới đến địa, rồi mới đến thiên. Ta không quyết được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, cái ta có thể quyết, luôn chỉ là yếu tố nhân, tức con người mình. Nên lắm lúc Tân Hợi cần phải ngồi lại, ngẫm về những gì mình đã trải, nhìn lại quãng đường mình đã đi, chấp nhận sự thắng, chấp nhận sự thua, tự vấn và sửa đổi học hỏi để thêm giỏi. Và ở thời điểm tư duy của Tân Hợi thay đổi, trình độ của Tân Hợi thêm nhiều, tư cách của Tân Hợi thêm vững mạnh, thì cũng mới là lúc Tân Hợi xứng đáng có được cơ hội để cuộc đời biến chuyển, giúp cuộc đời thăng hoa. Có một đoạn thơ dành tặng cho tuổi Tân Hợi 1971 như thế này: mùa thu là thuận số người, đều đặn sung sướng an nhàn tấm thân, mùa hạ thì bị lỗi thời, đông xuân cũng cực làm giàu chẳng nên, anh em xung khắc chẳng gần, ở thương nhớ lại gần khắc xung, giận ai nói dữ nói hung, mà lòng chẳng hận giận ai bao giờ, số này là tính thật thà, vì trời phú tánh nên nàng dễ thương, số người cách trở nợ duyên, trước thì khó của nhiều lần giả tàn, trung niên vất vả gian nan, kể từ hậu vận an hưởng thanh nhàn. Tuổi Tân Hợi sẽ có nhiều tốt đẹp về tình cảm, cũng như về cuộc sống, tiền vận cũng lắm bôn ba, về trung vận và hậu vận mới có sự an nhàn sung sướng. Cuộc đời của tuổi Tân Hợi có nhiều vui tươi và êm đẹp vào hậu vận, tiền vận và trung vận lắm lo lắng và buồn phiền. Theo tử vi 11 ngày tới năm 2024 tuổi Tân Hợi âm lịch, thời gian này người tuổi Tân Hợi phải đối diện với nhiều thị phi, mâu thuẫn, nhưng cũng phải nhìn nhận rằng mọi việc khởi nguồn cũng từ chính bản thân Tân Hợi. Vì thế mà Tân Hợi cần phải chú ý hơn trong cách nói năng hành xử. Cục diện tương xung cho thấy Tân Hợi là người có tài ăn nói, có tư duy nhanh nhạy, nhưng đôi khi Tân Hợi thể hiện bản thân quá đà, hoặc nói mà không để ý tới hoàn cảnh xung quanh. Có thể Tân Hợi không cố ý làm việc đó nhưng vẫn sẽ gây mất lòng mọi người xung quanh, tạo ra những thị phi hoặc cạnh tranh không đáng có. Tài lộc cũng không khởi sắc do có đại hao án ngữ, Tân Hợi nên thận trọng trong các quyết định đầu tư, kinh doanh, thậm chí là mua bán hàng hóa. Nếu nhanh nhẩu chạy theo xu thế trước khi suy nghĩ kỹ thì dễ tự đẩy bản thân rơi vào bẫy, khiến đồng tiền một đi không trở lại. Phương diện tình cảm cũng chẳng suôn sẻ hơn, con giáp này cần chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, chớ đẩy mình vào cảnh tình ngay lý gian. Tân Hợi không nên tin theo lời đường mật của người chưa hiểu rõ, Tân Hợi có thể bị đối phương lừa gạt, vừa mất tiền, vừa mất tình. Cụ thể tử vi chi tiết từng tuần trong 11 ngày tới như sau. Quý anh chị hãy theo dõi kỹ nội dung video này,
và đừng bỏ lỡ thông tin quan trọng nào để có thể lên kế hoạch trong thời gian tới nhé. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong 11 ngày tới trên 4 phương diện chính của cuộc sống gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên, sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi. Về phương diện sự nghiệp, tử vi tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 trong 11 ngày tới, ngày từ đầu tháng 4 âm lịch này, sự nghiệp gặp vượng, người này có kiếp tài lâm cục mệnh, chủ về tinh thần và sức sống dồi dào, bạn có được lòng nhiệt tình và sự thẳng thắn trong công việc, ý chí mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước khó khăn, nên vận trình công việc tương đối thuận lợi. Ngoài ra sự nghiệp cũng gặp thất sát là hung tinh chủ về quyền uy, về những việc được gánh vác, nếu không gánh vác được, rất dễ bị đổ vỡ, hoặc bạn sẽ phải nhờ tới người có kinh nghiệm giải quyết thì mới ổn thỏa. Xem tử vi thời gian này cho thấy, vận khí có thuận có nghịch, cát hung song hành. Nhưng nhờ có cát tinh là chính quan chiếu mệnh, nên người tuổi Tân Hợi chỉ cần hành sự thận trọng, suy tính kỹ càng và có kế hoạch cụ thể, có ý chí quyết tâm, đảm bảo vẫn gặt hái thành quả xứng đáng, thậm chí còn vượt mong đợi. Người tuổi Tân Hợi có đầu óc kinh doanh, nhưng cũng khá tiêu cực và bị động trong việc quản lý tài sản, trừ khi người khác có đầy đủ lý do và thuyết phục được họ một cách tuyệt đối, nếu không họ sẽ không bao giờ chịu mở hầu bao của mình. Đường công danh sự nghiệp của họ khá hanh thông, thường nhờ vào sự giúp đỡ của người khác mà thu được những thành tựu trong sự nghiệp. Người tuổi Tân Hợi cũng thích đi đây đi đó, nên họ thường tham gia vào các ngành như du lịch, vận tải, hàng hải, phóng viên, công tác ngoại giao, một số người khác làm giáo viên, luật hoặc viết lách văn chương. Lĩnh vực thủy hải sản, quán ăn khách sạn cũng có thể đưa họ tới sự thành công. Những người sinh năm Tân Hợi dễ giàu có lớn. Về phương diện tài vận, bước sang 11 ngày tới, ngay đầu tháng vận tài chính của tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 sẽ có một khoản làm ăn, đầu tư nào đó bị người thân hoặc bạn bè, đồng nghiệp tranh mất. Trong thời gian này, cũng có ngũ hành đế vượng tọa cùng mệnh, người tuổi Tân Hợi sẽ gặp thuận lợi nhất định khi được thần lộc bảo hộ, chủ có tài, có lộc, cuộc sống sung túc, đủ đầy, nhưng cũng yêu cầu mệnh chủ phải vận động nhiều, chăm chỉ thì mới có được tiền bạc trong tay. Đây là tinh tú, đem tới cho người tuổi Tân Hợi có cảm giác vừa có tiền, vừa giàu có, nó cũng khiến con người ta trở nên coi trọng tiền bạc hơn, biết cách chi tiêu hơn. Ngoài ra, người tuổi Tân Hợi với bề dày kinh nghiệm phong phú, tinh thần kiên cường, vững chắc, tạo nền móng tốt, có khả năng quản lý doanh nghiệp và đoàn thể, cá tính có phần hơi phẫn nộ, không giỏi giao tiếp, nhưng lại được mọi người kỳ vọng, quan hệ xã giao rộng, tài lộc đủ đầy. Nhưng trong thời gian này, người tuổi Tân Hợi cũng nên tránh chuyện vay mượn về tiền bạc hay các vấn đề liên quan đến kiện tụng, pháp luật, rất dễ mất mát, thất thoát về tiền bạc. Tử vi tuổi Hợi, vận tài lộc phụ thuộc khá nhiều vào chính hai đôi bàn tay của bạn, bởi gánh nặng từ công việc đưa ra rất lớn, khiến người này phải vác trên mình con số lớn hơn bạn tưởng tượng. Việc kinh doanh buôn bán thu lợi nhuận cứ ngày một dồn ép, nếu có thể dùng bản lĩnh và lòng kiên cường để vượt qua thì vận tài lộc của bạn sẽ được nở hoa rực rỡ. Bên cạnh những thuận lợi thì người tuổi Tân Hợi cũng gặp phải tiểu hao là hung tinh gây họa trong thời gian này, chủ tiểu nhân quấy rối gây hao tài, mất mát tiền bạc, tiền kiếm được nhưng nếu không biết giữ tiền thì cũng sẽ bị phá tài, gây hao tán tiền của. Về phương diện tình cảm, trong 11 ngày tới, lúc này chuyện tình cảm của người tuổi Tân Hợi lại đang có điềm báo gặp xấu. Kiếp tài tỏa vượng địa, người này lại thiếu đi lý trí trong cảm xúc, cuộc sống thường ngày hay nổi nóng thất thường, hành xử lỗ mãng, cá tính xấu bộc phát, tự mình gây ra những tranh cãi với người thân, bạn bè. May mắn trong thời gian này có hồng loan cát tinh trợ mệnh, ý chỉ quan hệ vợ chồng tâm đầu ý hợp, tình cảm lứa đôi thú vị, vận tình cảm tốt. Người độc thân thì có thể thoát cảnh FA, nửa còn lại đáng tin cậy, đáng để cho bạn dựa dẫm, tình cảm ổn định, cuộc sống hiền hòa, đôi khi có xảy ra chút mâu thuẫn thì cũng nhanh chóng giải quyết. Và trong 11 ngày tới này, có nhất bạch tham lang, đào hoa tinh bay vào hướng Tây Nam, tại phương vị này, bạn có thể bài trí hoa tươi, giữ không gian thoáng đãng, gọn gàng, để kích hoạt đào hoa thêm vượng, tốt cho chuyện tình cảm và để luôn giữ lửa cho tình yêu, hôn nhân, gia đình luôn được hạnh phúc êm đẹp nhé. Tiếp theo chương trình là tử vi chi tiết tuần lễ vàng trong tháng 4 âm lịch, tuổi Tân Hợi sinh năm 1971,
mời quý anh chị hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi luận giải ngay sau đây. Tử vi tuần đầu tiên, tuổi Tân Hợi 1971, tháng 4 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần đầu 11 ngày tới tuổi Tân Hợi cho thấy, cục diện tương xung đem lại nhiều tác động tiêu cực cho người tuổi Tân Hợi, khiến Tân Hợi trở nên nóng nảy, bột chộp hơn, thậm chí vô tình đắc tội với người khác lúc nào không hay. Tân Hợi là người có suy nghĩ nhanh nhạy, có khả năng ăn nói, nhưng nhiều khi Tân Hợi nói tranh mất phần của người khác, thậm chí nói mà không suy nghĩ kỹ khiến người khác bị tổn thương. Khuyên Tân Hợi nên để ý tới hoàn cảnh xung quanh và vị thế của bản thân nhiều hơn trước khi phát ngôn. Trước khi bắt tay vào làm công việc gì, Tân Hợi cũng nên suy nghĩ thật kỹ, chớ làm việc theo cảm hứng nhất thời, đến khi gặp vướng mắc thì lại chán nản, muốn bỏ dở giữa chừng. Nếu không cố gắng làm việc, Tân Hợi sẽ chẳng thể nào tiến bộ được. Trên thực tế, thời gian này vẫn có cá tinh nguyệt mã và thiên vũ chiếu mệnh, chỉ cần Tân Hợi tập trung làm việc, giữ thái độ khiêm tốn với mọi người, không khoe khoang về bản thân thì vẫn xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tân Hợi cũng sẽ vẫn học hỏi được những điều hay từ mọi người xung quanh. Muốn phát triển bản thân, Tân Hợi nên đi nhiều hơn, học nhiều hơn, đừng ngại vất vả nhất thời. Mọi công sức Tân Hợi bỏ ra vào thời điểm này đều sẽ được đền đáp xứng đáng trong tương lai. Căn cứ tử vi tuần đầu tiên của 12 con giáp, tình hình tài chính của người tuổi Tân Hợi khá ảm đạm trong tuần này. Tân Hợi không những làm ăn không có lãi, mà có thể còn phải bù lỗ cho những sai lầm của mình. Tương xung cho thấy thời điểm này, Tân Hợi thường đưa ra những quyết định quá vội vàng, theo cảm hứng nhất thời, hoặc chạy theo xu thế nên dễ rơi vào bẫy của kẻ xấu. Nhiều mối đầu tư tưởng chừng hứa hẹn, nhưng lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ mà Tân Hợi chẳng hề nhận ra. Nhiều người ham vui, thiếu tập trung cho sự nghiệp, nên cũng dễ gây ra lỗi sai, phải tốn công sức và tiền bạc để sửa chữa. Thêm vào đó, Tân Hợi tiêu tiền cho sở thích nhất thời, nên túi tiền vốn đã không rủng rỉnh lại càng mỏng đi trông thấy. Đại hao chính là dấu hiệu khuyên Tân Hợi làm gì cũng hãy tập trung, nên hoàn thành cho tốt các công việc còn dang dở trước khi chuyển sang công việc mới. Nếu không thận trọng, Tân Hợi còn có thể gây tổn thất một số tiền lớn của tập thể. Tuy nhiên, nếu Tân Hợi chăm chỉ, biết mình biết ta, không vội vàng nóng nảy, sẵn sàng xông pha và đi xa để học hỏi, thì Nguyệt Mã và Thiên Vu vẫn sẽ đem lại cho Tân Hợi những tác động tích cực. Tân Hợi có thể học hỏi được nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý giá. Đó là tài sản đáng quý hơn cả những đồng tiền Tân Hợi làm ra lúc này. Theo tử vi tuần đầu tuổi Tân Hợi, phương diện tình duyên của anh chị cũng không lấy gì làm tươi sáng trong tuần đầu 11 ngày tới này. Tân Hợi cần phải chú ý hơn trong cách hành xử nếu muốn giữ những gì mình đang có. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh cần chủ động giữ khoảng cách với mọi người xung quanh, đừng quá gần gũi với ai đó, hoặc để ai đó có cơ hội gần gũi mình. Nếu không làm được điều này, Tân Hợi dễ sa ngã, hoặc rơi vào cảnh tình ngay lý gian, gây tổn thương cho những người thân thiết nhất. Tuần này, người tuổi Tân Hợi nên chú ý khi tham gia giao thông, hoặc khi lao động chân tay, tránh làm việc khi đang mệt mỏi, không tỉnh táo, kẻo dễ gặp tai nạn bất ngờ ở tứ chi. Hãy xây dựng cho mình một lối sống khoa học, không nên dành quá nhiều thời gian để làm một công việc nào đó, kể cả làm việc lẫn vui chơi, nếu không dễ khiến cơ thể mệt mỏi, đầu óc thiếu tỉnh táo. Quý nhân, Thìn, Mão, tiểu nhân, Tỵ, Tuất, màu sắc may mắn, hồng, vàng, con số may mắn, 47, 84, 96. Tử vi tuần thứ hai, tuổi Tân Hợi 1971, tháng 4 âm lịch 2024. Xem tử vi tuần thứ hai của 12 con giáp cho thấy, thời gian này bản mệnh của người tuổi Tân Hợi phải đương đầu thái tuế, dự báo một tuần không hung thì họa, mưu sự chật vật, bỏ ra nhiều công sức nhưng chưa chắc đã thu về thành quả mong muốn. Tự hình án ngữ, vận trình sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi có nhiều trì trệ, nguyên nhân chủ yếu do chính tinh thần uể oải của bản mệnh gây ra. Tuần này mặt cảm xúc của Tân Hợi có nhiều thay đổi, làm gì cũng không thấy hăng hái, thường xuyên mệt mỏi, lười biếng, càng không có sự cố gắng, việc cũ việc mới thường xuyên bị tồn đọng, con giáp này luôn kiếm cớ trì hoãn tới lúc nào hay lúc ấy, nhưng điều đó chỉ càng khiến mọi việc thêm bế tắc mà thôi. Đó là nguyên nhân chủ yếu khiến Tân Hợi dậm chân tại chỗ, khó có cơ hội phát triển. Ngoài ra, con giáp này còn có thể gặp khó khăn trong những công việc đòi hỏi làm nhóm hay làm chung với người khác, chủ yếu do Tân Hợi có xu hướng tách biệt với mọi người, không muốn hợp tác mà chỉ muốn một mình làm cho xong việc. Tuổi Tân Hợi luôn né tránh việc giao lưu, thái độ làm việc thì bảo thủ, cứng đầu, chỉ thích làm mọi việc theo ý mình. Điều này cũng sẽ gây ảnh hưởng ít nhiều cho người xung quanh,
thậm chí làm xấu đi các mối quan hệ của bản mệnh. Trạng thái làm việc sa sút khiến nhiều người có cảm giác chán nản, nảy sinh suy nghĩ muốn nhảy việc. Tuy nhiên, anh chị không nên có ý định thay đổi công việc, Tân Hợi nên suy xét kỹ càng, chớ bồng bột đưa ra quyết định nóng vội kẻo tiến thoái lưỡng nan, đi không được mà ở cũng chẳng xong. Lưu ý tuần này có nguyệt lệnh lâm đế vượng ngụ ý vận khí sẽ dần tăng, có thể sẽ có những khó khăn ban đầu, nhưng chỉ cần Tân Hợi ý thức được trách nhiệm của mình, chủ động thay đổi, hành sự không nóng vội thì chuyện đâu sẽ có đó, kiên trì nhẫn nại sẽ dẫn tới thành công, cơ hội không tự nhiên mà đến, vậy thì Tân Hợi phải chủ động tạo ra nó. Ngoài ra, sự cộng tác với đồng nghiệp và lãnh đạo là rất quan trọng. Việc duy trì giao tiếp và hợp tác tốt với họ có thể giúp Tân Hợi hoàn thành nhiệm vụ công việc tốt hơn và cũng có lợi cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai của Tân Hợi. Nhìn chung, tuần này Tân Hợi cần phải chuẩn bị sẵn sàng tư tưởng cho mình, chớ vì một rắc rối bất chợt xảy ra mà thành ra bi quan, chán nản, thậm chí là bỏ cuộc, muốn mọi thứ có chuyển biến tích cực. Trước hết Tân Hợi nên bắt đầu thay đổi từ chính bản thân mình, sốc lại tinh thần làm việc thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh khách quan. Tử vi tuần thứ 2 tuổi Tân Hợi chi ra rằng tình hình tài chính của Tân Hợi không có dấu hiệu phát triển tích cực, thậm chí còn có thể thụt lùi. Bản mệnh chịu ảnh hưởng của cục diện tương xung, đương đầu với nhiều lực cản, đủ chuyện xui xẻo có thể ập tới bất ngờ. Việc kiếm tiền trở nên chật vật hơn, dù có nỗ lực nhưng kết quả rất chậm hoặc gần như chưa thấy tác dụng gì ở thời điểm này. Với người làm công ăn lương, công việc chính mang tới nguồn thu nhập ổn định nhưng lại gặp nhiều khó khăn, có thể ảnh hưởng tới nguồn lương cố định của Tân Hợi. Tuần này bản mệnh có phải dành nhiều thời gian để khắc phục khó khăn hơn là tập trung phát triển đi lên, khẳng định giá trị bản thân, nên lương thưng cũng kém đi ít nhiều. Với người làm kinh doanh, việc buôn bán kinh doanh túc tắc vẫn có lợi nhuận, nhưng còn kém xa với lợi nhuận mong muốn của Tân Hợi. Đầu tuần sẽ cần tới sự kiên trì và bản lĩnh vững vàng của Tân Hợi, bởi đây là thời điểm vận khí dễ sa sút mạnh, khó khăn ập tới. Nhưng chỉ cần Tân Hợi không nản lòng bỏ cuộc, thì từ giữa tháng trở đi nguyệt lệnh đế vượng mang tới vận khí cát lành, hóa hung thành cát, mang tới không ít vận may tài chính cho tuổi Tân Hợi. Đã vậy, các khoản chi tiêu trong tuần tăng lên đột biến, đủ các khoản tiền phát sinh cho công việc, cho gia đình, cho cá nhân, chi phí sinh hoạt đi lại, khiến Tân Hợi dù không muốn cũng sẽ phải bỏ tiền túi ra lo liệu. Lúc này nếu không có khoản tích lũy từ trước đó, e rằng cuộc sống thêm phần eo hẹp, cần liệu cơm gắp mắm, chi tiêu đúng việc, đúng thời điểm, tránh lãng phí. Tân Hợi có thể nhân cơ hội này để tính toán, đánh giá lại chiến lược vào phương thức kinh doanh, cải thiện hình thức quảng bá sản phẩm nhằm thu hút thêm khách hàng, chuẩn bị đầy đủ tới cuối tuần bung sức đẩy mạnh kinh doanh, sẽ đánh trúng tâm lý khách hàng, lợi nhuận hứa hẹn sẽ rất khả quan. Tử vi khuyên Tân Hợi nên tập trung ổn định chính tài hơn là ôm đồm thêm các khoản khác, vừa tốn công sức, vừa có thể không đủ tiềm lực để theo đuổi, cuối cùng tiền mất tật mang, nhất là những ai có tâm lý chờ vào vận may rủi, ham thích cờ bạc, cá độ đỏ đen cần nhanh chóng cảnh tỉnh bản thân kẻo tham thì thâm, thậm chí vướng vòng lao lý, tù tội. Trong tuần thứ hai này, các mối quan hệ tình cảm của người tuổi Tân Hợi có thể có một số biến động, thay đổi. Tâm trí của Tân Hợi dành phần lớn cho công việc nên có xu hướng bỏ bê, không chăm sóc đời sống tình cảm. May mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Tân Hợi vẫn ở vào mức ổn định, chỉ cần chú ý điều chỉnh nhịp sống và công việc thì gần như không có vấn đề nào phải lo lắng. Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, trắc trở, song Tân Hợi vẫn không quá mức nhụt chí. Những suy nghĩ tích cực sẽ góp phần giúp Tân Hợi cảm thấy phấn chấn, khỏe mạnh hơn. Quý nhân, Dần, Mùi, tiểu nhân, Dậu, Ngọ, màu sắc may mắn, vàng, đỏ, con số may mắn, 63, 59, 38. Tử vi tuần thứ 3, tuổi Tân Hợi 1971, tháng 4 âm lịch 2024. Căn cứ vào tử vi tuần thứ 3 của 12 con giáp, phương diện sự nghiệp của người tuổi Tân Hợi trong tuần này chịu tác động từ nhiều cục diện bất lợi, báo hiệu khó khăn bùa vây. Không có gì lạ khi Tân Hợi thường xuyên phải chạy đôn chạy đáo để lo hết chuyện này đến chuyện khác. Các kế hoạch công việc có nhiều biến động, nguyệt lệnh lâm tuyệt có thể đẩy mọi thứ đi theo chiều hướng mà Tân Hợi không thể lường trước được, rất cần thời gian để phấn đấu và điều chỉnh. Đôi khi vấn đề không nằm ở các tác động khách quan mà lại đến từ suy nghĩ và cách nhìn nhận chủ quan của Tân Hợi. Tân Hợi nên dành thời gian đánh giá lại toàn bộ quá trình cũng như cách thức làm việc của mình. Tân Hợi có thể thử phân tích xem nguyên nhân trì trệ là do đâu. Nếu tìm ra câu trả lời, tự khắc vận trình sự nghiệp sẽ thông suốt. Các mối quan hệ cũng gặp nhiều rắc rối, thiếu đi sự hài hòa, cũng từ đó bản mệnh có xu hướng khép mình, ngại tranh đấu,
nhưng vẫn khó tránh được thị phi hay tiểu nhân vì những va chạm thường ngày trong công việc. Bên cạnh đó, tinh thần làm việc đi xuống, thiếu ý tưởng sáng tạo nên có nhiều hạng mục rơi vào bế tắc, tiến trình chậm chạp. Tân Hợi nên dành thời gian lên kế hoạch chi tiết cho công việc, sẽ hạn chế phần nào tình trạng trên, giúp nâng cao hiệu quả công việc. Ngoài ra, do ảnh hưởng của thiên hình hung tinh, tuần này Tân Hợi cũng có thể hành xử rất ngạo mạn, coi thường người khác. Điều đó khiến uy tín của Tân Hợi giảm sút nhiều, người trên không tin tưởng, người dưới không phục, nên khắc phục nhược điểm này càng sớm càng tốt để không khúc mắc quá lớn với đồng nghiệp. Về phương diện tài lộc, tuần này Tân Hợi chịu ảnh hưởng bất lợi của tiểu hao gây hao tài, nên tình hình tài chính cũng có nhiều báo động, bản mệnh có nguy cơ dễ mất tiền trong tuần này, đôi khi là vì kinh doanh đầu tư thua lỗ, đôi khi cũng là vì những sự cố khá ngớ ngẩn. Điểm báo hung tinh có thể gây ra hiện tượng hao phá tài của do chính sự bất cẩn của bản thân. Chú ý cất giữ tiền bạc của mình cẩn thận, nguồn thu nhập chính không có dấu hiệu cải thiện. Chính tài và thứ tài đều không tốt nên không thích hợp tiến hành các hoạt động đầu tư lớn. Làm gì cũng cần tiến hành theo từng giai đoạn, căn cứ vào kế hoạch cụ thể mới không bị sai sót. Tuần này Tân Hợi chưa nên trông chờ vào các trò chơi may rủi, đỏ đen, kẻo tiền có bao nhiêu cũng hết. Làm việc gì cũng nên tính toán trước sau, quy mô vừa phải mới dễ kiểm soát, càng làm lớn càng dễ gặp rủi ro. Bên cạnh đó, ngũ hành xung khắc gây tác động không nhỏ tới chuyện tình cảm của Tân Hợi trong tuần thứ ba. Nguyệt lệnh lâm tuyệt ở Hợi gây ảnh hưởng ít nhiều tới tinh thần, cũng như phương diện tình cảm của bản mệnh. Dù đã cố gắng tiết chế cảm xúc, nhưng đôi khi vì áp lực cuộc sống, Tân Hợi lại không làm chủ được mình, nói ra những lời nặng nhẹ, khiến người khác bị tổn thương. Đó là nguyên nhân chính gây ra các cuộc mâu thuẫn, cãi vã giữa đôi bên. Mối quan hệ của các cặp đôi gặp nhiều thăng trầm không đâu vào đâu. Cho dù bản mệnh đã cố gắng vun vén rất nhiều, vợ chồng cũng nảy sinh nhiều tranh cãi. Đôi bên hãy tìm hiểu và trao đổi thẳng thắn để có được cách quan tâm chăm sóc đúng như đối phương mình mong muốn. Như vậy cả hai sẽ cùng được thoải mái và không ai mệt mỏi. Trong tuần thứ ba này, vì tinh thần của Tân Hợi không thoải mái nên thường cảm thấy áp lực, vui buồn thất thường, khó ngủ, mất ngủ, lo lắng bất an, dẫn tới thể lực có dấu hiệu suy nhược rõ. Các tình trạng này kéo dài còn ảnh hưởng tới cuộc sống thường ngày, đặc biệt là trong các mối quan hệ của Tân Hợi. Quý nhân, Tuất, Mùi, tiểu nhân, Sửu, Mão, màu sắc may mắn, nâu, trắng, con số may mắn, 84-75, 93. Tử vi tuần thứ tư, tuổi Tân Hợi 1971, tháng 4 âm lịch 2024. Tử vi tuần cuối tuổi Tân Hợi âm lịch về phương diện công việc dự báo. Đây là một tuần vất vả và nhiều suy nghĩ trăn trở với con giáp này, bị đồng thời cả tương xung và nguyệt lệnh lâm tử giáng họa xui xẻo ập tới, gây nhiều cản trở cho công việc của Tân Hợi. Cạnh tranh hay áp lực trong thời gian này không thể thiếu, Tân Hợi sẽ cần tự điều chỉnh để thích nghi mới mong sớm vượt qua tai họa lần này. Quá trình triển khai kế hoạch công việc không diễn ra như mong muốn, nhiều vấn đề vượt khỏi tầm kiểm soát, làm gì cũng có cảm giác trúc trắc bất thuận, nhất là những việc liên quan đến thủ tục, giấy tờ hành chính, đã mất tiền rồi mà vẫn chưa giải quyết êm xuôi, phải mất công mất sức, tổn hao trí lực. Tuần cuối thời gian này còn ẩn tàng đều tiếng thị phi, có tiểu nhân ngấm ngầm hãm hại, nhắc nhở tuổi Tân Hợi hành sự tỉnh táo và bình tĩnh, đừng lơ là khinh sất sập bẫy kẻ xấu, kẻo ảnh hưởng tồi tệ đến toàn cục diện. Tương xung còn khiến các mối quan hệ trong công việc gặp nhiều trục trặc, trong quá trình làm việc con giáp này dễ gặp phải đối tác khó khăn, cố chấp, khó thuyết phục, đồng nghiệp không hiểu ý. Áp lực từ cấp trên đè nặng, càng khó khăn hơn nếu đối phương còn có thành kiến sẵn với Tân Hợi. Trong khoảng thời gian này, việc cải thiện mối quan hệ xã giao là điều vô cùng cần thiết, vì vận khí giảm. Nếu không có quý nhân giúp sức, e rằng một mình bản mệnh ứng phó với khó khăn sẽ vô cùng vất vả. Vậy nên Tân Hợi nên chú ý cách hành xử của mình trong mọi tình huống, sống dĩ hòa vi quý, điều chỉnh lại thái độ khi nói chuyện với mọi người và khách hàng, nên thể hiện sự thành ý nhiều hơn. Đặc biệt không nên thể hiện cái tôi quá mạnh, lắng nghe ý kiến của mọi người để điều chỉnh bản thân, đó mới là người thông minh. Đầu tháng gặp tháng xung lại không được nguyệt lệnh ủng hộ, thêm cả đại hao hung tinh hoành hành, đủ loại điểm báo bất lợi cho thấy tài lộc của người tuổi Hợi có thể suy giảm rất mạnh. Với người làm công việc cố định, công việc bất ổn kéo theo thu nhập trong tháng bấp bênh, thậm chí nếu không đủ tập trung, Tân Hợi có thể sẽ gây ra sai sót buộc phải bỏ tiền túi để khắc phục hậu quả hay bồi thường thiệt hại. Việc làm ăn kinh doanh ở thời điểm này không ổn định, khó tụ tài. Lúc này Tân Hợi chỉ nên tiếp tục hoàn thiện cái cũ, hạn chế tiến hành dự án hay kế hoạch mới,
tỷ lệ thành công không cao hơn nữa, rủi ro tiềm tàng khá lớn. Đừng quên làm ăn càng lớn thì rủi ro càng cao, nên đi từng bước thật chậm nhưng vững vàng. Những suy nghĩ làm giàu bất chấp cũng nên được loại bỏ. Chớ nên nghe lời đường mật dụ dỗ của người khác mà đâm đầu mù quáng, kẻo vướng họa lao ngục hoặc thế thân cho kẻ khác. Tuần cuối thời gian này Tân Hợi cần hạn chế vay mượn, thế chấp, nhất là vay mượn cho người khác dưới danh nghĩa của mình, kẻo người chịu thiệt là chính Tân Hợi. Thời điểm này Tân Hợi cũng nên đề phòng bị mất cắp, trộm cướp, đồ đạc có giá trị nên được bảo quản cẩn thận, nhất là khi đến nơi đông người, chớ nên hớ hênh tạo điều kiện cho kẻ gian dòm ngó và trộm mất. Tuần này nguyệt lệnh Lâm Tử ở Hợi, hung tinh này hoành hành khiến bản mệnh đa sầu đa cảm, nhiều muộn phiền, nhưng lại không chịu chia sẻ với mọi người xung quanh, nên tâm trạng lúc nào cũng nặng trĩu. Khi không giải tỏa được áp lực tâm lý, tinh thần sa sút, Tân Hợi có xu hướng sinh hậm hực với người xung quanh, không còn tâm trí đâu mà bồi dưỡng tình yêu của mình nữa, dần dà vận trình tình cảm giảm sút. Với người đã có gia đình, Tân Hợi cần chủ động hơn trong các mối quan hệ, dành nhiều thời gian cho gia đình, quan tâm tới con cái và cha mẹ, thay vì mải mê với lý tưởng của mình. Chịu ảnh hưởng bất lợi từ cục diện tương xung và tử cục, sức khỏe của Tân Hợi cũng gặp nhiều bất lợi, cần chú ý nhiều hơn tới phương diện này. Cuộc sống còn nhiều nỗi lo đè nặng, khiến tinh thần của con giáp này giảm sút, sức khỏe cũng đối diện nhiều vấn đề nguy cấp. Do đó, Tân Hợi nên dành thời gian nghỉ ngơi và dưỡng sinh nâng cao sức khỏe. Quý nhân, Tuất, Dậu, Tiểu nhân, Ngọ, Thìn, màu sắc may mắn, trắng, đỏ, con số may mắn, 89-76. 59. Quý vị Tân Hợi thân mến, sau đây là 3 điều Tân Hợi cần chú ý để vượt qua bể khổ, vươn tới giàu sang trong 11 ngày tới này. Con người ta khi khó khăn bộn bề làm thế nào để thoát khỏi, làm thế nào để phát tài để cuộc sống sung túc hơn là điều ai cũng băn khoăn. Bước vào tuổi trung niên nếu nói là đi học lại, có lẽ là không thực tế. Vậy thì hãy xem xã hội là một ngôi trường đại học rồi tự đào cho mình một thùng vàng, vậy cũng không phải là bất khả thi. Ngày hôm nay ban biên tập sẽ chia sẻ tới quý vị 3 điều cần chú ý để dễ lật thân khi bước vào tuổi trung niên. 1. Kiếm tiền phải nhanh, đừng để lỡ mất thời cơ. Con người ta khi bước vào tuổi trung niên, đừng mãi chỉ biết ngồi đó phàn nàn và kêu ca. Khi tìm thấy cơ hội, hãy bắt đầu ngay lập tức rồi âm thầm phát tài. 2. Tiêu tiền phải chậm. Cái gì cần ki bo thì phải ki bo. Một tác giả từng viết như này: nghèo là một loại tâm thái. Nếu cả đời này Tân Hợi tin mình sẽ là người nghèo, có nhiều tiền tới mấy cũng chẳng cứu nổi Tân Hợi. Không ít người có chút tiền trong tay là lập tức khoe mẽ, mang đi chơi bời, mua sắm hàng hiệu, suốt ngày chỉ chăm chăm sống một cuộc sống xa hoa. Thực chất là một trạng thái nghèo nội tâm, là khoe khoang bản thân. Muốn sống tốt thì phải tận hưởng niềm hạnh phúc khi tiêu tiền và kiếm tiền, hình thành thói quen sống, sống trong khả năng kinh tế của mình. Chẳng hạn, nếu hôm nay Tân Hợi kiếm được 100.000, hãy chỉ tiêu 80.000, tiết kiệm 20.000, sống là phải biết ki bo đúng lúc. Đây là bài học chúng ta bắt buộc phải biết, đừng trả tiền cho sự bốc đồng của mình. Đây là sự tự giác mà bất cứ người trung niên nào cũng nên có, dành thêm thời gian, lập kế hoạch mua đồ và suy nghĩ về các khoản chi thêm trong vài phút. Số lần Tân Hợi móc ví ra ít đi, đồng nghĩa với việc chất lượng cuộc sống được đảm bảo, Tân Hợi cũng có thể để ra được nhiều tiền hơn. 3. Tiết kiệm phải kiên trì, nghĩ về lâu về dài. Có tiền chưa chắc đã yên tâm, nhưng có tiền tiết kiệm chắc chắn an tâm. Số tiền tiết kiệm được có thể dùng để nghỉ hưu, nuôi dạy con cái, báo hiếu cho cha mẹ, hoặc làm vốn đầu tư kinh doanh. Đến tuổi trung niên, một khi đầu tư thất bại, thật sự rất khó để quay đầu lại. Hãy lựa chọn để tiến về phía trước một cách vững vàng, có những hiểu biết nhất định, cuộc sống sau này mới bớt phải âu lo, suy nghĩ. Tiết kiệm tiền nó giống như một loại cây phát triển chậm, cần phải thường xuyên tưới nước, bón phân, cắt tỉa cành lá, diệt sâu bọ để cây có thể phát triển tươi xanh lâu dài. Nắm bắt cơ hội và kiếm tiền, Tân Hợi sẽ có một bước nhảy vọt trong cuộc sống. Tiêu tiền hợp lý, sống đơn giản mỗi ngày, tiết kiệm tiền thật kiên trì, tương lai sẽ ngày càng dễ dàng hơn. Có người nói, có khả năng kiểm soát tiền đồng nghĩa với việc có tiền. Hãy để tiền lắng nghe quý vị và cuộc sống của Tân Hợi sẽ bớt phần lắng lo. Quý vị thân mến, Phật dạy, trong các loại thân chúng sinh, thân người cao quý hơn cả. Hễ được làm người là một điều vô cùng quý giá và hơn hẳn các loài khác nhờ biết suy nghĩ, nhận định phải trái, tốt xấu, đúng sai. Đặc biệt, Phật dạy rằng mọi khổ nạn của đời người không ngoài 4 cái khó:
Bốn điều khó của kiếp người theo lời Phật dạy dưới đây được nêu lên không mang một sắc thái nào của bi quan, chán chường, mà chỉ nhằm khẳng định một số quy luật tất yếu của cuộc sống rằng, hễ mang thân phận con người, thì phải cảm nhận và vượt qua bốn điều đó. Những cái khó ở đây không có nghĩa là làm không được. Chúng được xem như là yếu tố không thể thiếu để tạo nên sự vĩ đại của người vượt khó, thành công. Hãy cùng xem bốn điều khó của kiếp người cụ thể là những gì, từ đó rút ra kinh nghiệm và cải thiện bản thân tốt hơn. Khó vì có thế lực không cậy uy, vô tâm với cảnh, học rộng nghiên cứu sâu, trừ diệt cống cao ngã mạn. Điều khó thứ nhất là có thế lực nhưng không cậy uy. Đây không phải là việc khó, mà là rất khó. Thông thường, những người có quyền cao chức trọng hay cậy thế ỷ quyền, ức hiếp kẻ dưới bắt phải cống nạp hoặc chèn ép bằng nhiều hình thức. Cho nên có thế lực mà không ủy quyền cậy thế, không thị uy, tức tự chính mình đã kiến tạo cho mình nếp sống chánh mạng, chánh nghiệp, không gieo rắc ác nghiệp. Và người như vậy là người hữu ích cho xã hội, là người biết hướng thiện, hướng thượng, được vậy quả thật là đáng quý. Tiếp đến là điều khó thứ hai, vô tâm với cảnh, tức là không còn dính mắc, đắm nhiễm tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ nhiều, hoặc hình sắc, sự vật cho đến tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý tác duyên. Người thấy tiền bạc không tham đắm, dính mắc quả thật là điều khó, vì tiền bạc là phương tiện để nuôi sống bản thân và gia đình. Người đối với mọi hình sắc vừa thấy liền khởi niệm say mê, rồi tác ý ưa thích nghĩ tưởng hình sắc, thế là lòng tham chìm đắm trong cảm thọ thấy đẹp xấu và dính mắc vào đó. Nếu tâm dính mắc càng lớn mạnh thì tâm bồ đề bị lu mờ, do đó tạo nên phiền não làm tâm không an tịnh. Như vậy, vô tâm là yếu tố tất yếu, là cửa ngõ quan trọng để trở về với bản tâm thanh tịnh. Do đó, muốn giải thoát mọi khổ nạn trên đời, theo lời dạy này, chúng ta phải thường xuyên sống vô tâm, vô phân biệt. Học rộng, nghiên cứu sâu là một việc khó thứ ba. Học rộng, nghiên cứu nhiều là tìm hiểu, lãnh hội, mổ xẻ vấn đề đến nơi đến chốn. Nó thuộc về vấn huệ, trí tuệ có được do tìm hiểu, tham vấn hay văn huệ và tư huệ. Mục đích cuối cùng của sự học rộng nghiên cứu nhiều lần nhằm phục vụ cho mọi công việc đạt hiệu quả cao hơn. Nếu học được lý thuyết dù cao siêu đến đâu chăng nữa mà không đem ra vận dụng vào thực tế thì việc học ấy chỉ tốn thời gian, công sức, tiền bạc vô ích mà thôi, vì chẳng giúp gì cho ai. Chính nhờ sự học rộng nghiên cứu nhiều, người ta nhận chân đâu là chân lý, đâu là phi chân lý, đâu là chính, đâu là tà, đâu là con đường nên đi, đâu không nên đi. Học rộng nghiên cứu nhiều nghiễm nhiên trở thành kim chỉ nam hành động trong cuộc sống. Nó còn là tấm bản đồ, là hành trang cần thiết cho mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Do đó chúng ta cần phải trau dồi kiến thức, nâng cao tính nhân văn và trí tuệ của mình để đem lại những thành công tốt đẹp như mong muốn. Cái khó tiếp theo của kiếp người chính là trừ diệt tâm cống cao ngã mạn. Người cống cao ngã mạn là người coi trọng bản ngã của mình lên trên hết. Nó là biểu hiện của tâm hiếu thắng, kiêu ngạo, cống cao, thiếu nhã nhặn, thiếu khiêm tốn và không chịu nhún nhường bất cứ một ai. Người ngã mạn thường song hành với các tâm lý cố chấp, bảo thủ và độc đoán. Vì ngã mạn là chấp nhất, là cống cao, nên người lìa ngã mạn sẽ thoát ly mọi ràng buộc, hệ lụy. Đúng như lời Phật dạy, này các tỳ kheo, ai đoạn trừ tâm ngã mạn, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho không còn hiện hữu lại, người ấy là bậc thánh đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống không còn bất cứ một hệ lụy nào. Do đó, dứt trừ tâm ngã mạn không chỉ là việc khó làm, mà còn là việc rất đáng trân trọng. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi video của Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho các tân hợi. Từ đó quý vị có thể đón lành tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý mệnh chủ vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.